Tôi không cần biết quý vị đã làm gì cho nhà thờ, dâng hiến bao nhiêu tiền, làm công quả cho bao nhiêu tiền. Nhưng nếu quý vị không làm chứng được cho người ta đến với Chúa, không giới thiệu về Chúa cho người ta, quý vị vẫn chưa có trọn vẹn. Tôi rất cảm động, cách đây 2 năm khi mà đi đại hội phục hưng xong, ngay sau đó thì bác Địa Diệp ở đây, bác Điệp hả? Wow, cụ năm nay xin lỗi, cụ bao nhiêu tuổi rồi? 73. Cảm ơn Chúa, tôi mong tất cả những cụ già 73 đều gặp gương của bác Điệp. Dưa đeo phục hưng xong cái là ra chợ Hồng Kông 4 làm chứng cho 2 người tin Chúa luôn. Cảm ơn Chúa. Và ngày hôm nay tôi thấy mặt cụ dạng người vui mừng lắm. Bởi vì chắc chắn là phần thưởng trên trời đã lớn hơn, một linh hồn trước mặt Chúa quý hơn cả thế gian. Cho nên ngày hôm nay chúng ta cố gắng ráng đầu tư để sao chúng ta kiếm mỗi ngày vài thế gian. Amen. Vài thế gian là chúng ta giàu có, bởi vì nhà này đẹp thì đẹp thật, nhưng đến một ngày nào đó nó vào lửa. Nhưng mà những gì mà chúng ta đầu tư thiên đàng sẽ còn mãi mãi. Quý vị có thể làm chứng để cho người ta đến với Chúa, hoặc quý vị bận rộn nhanh vinh ở đây có thể dâng hiến tài chánh để đi truyền giáo. Tôi có chia sẻ với anh Vinh là tôi đi Nam Á, đi các vùng Đông Nam Á, có nơi một đô một linh hồn thôi. Ví dụ như mình sang Campuchia chẳng hạn, những người Việt Nam họ rất nghèo đó, mình mua một gói quà mỗi thứ một tí, ít nước mắm rồi ít mì gói, ít bánh, ít kẹo, ít nọ ít kia, xả bông mình gọt được một cái bọc, mình mang đến nhà người ta, mình nói đây là quà Giáng sinh của Chúa Giêsu cho gia đình quý vị. Tính ra chỉ có vài đồng bạc mà cả nhà người ta lấy người đi Chúa thì có đáng không? Còn tôi cách đây khoảng gần 2 năm trước tôi đến California, tôi có nghe mấy con cái Chúa rất là yêu mến Chúa ở đó, họ nói là dưới quận Cam cũng có những hội thánh gom nhau lại tổ chức tốn mấy chục ngàn đô la Mỹ thì cũng mướn ca sĩ ở ngoài vào hát rồi họ kia truyền giảng, không một ai đến với Chúa cả. Và vậy chúng ta thấy giữa đầu tư lên đức thiên đàng một cách hiệu quả và đầu tư một cách phung phí, và Chúa đâu có đẹp lòng cái điều đó. Tài chính là của Chúa nhỉ, đừng ai nghĩ là của mình, của mình. Chúa giao cho quý vị để quý vị quản trị cái tài sản của Chúa. Nếu quý vị trung tín cho điều nhỏ thì Chúa sẽ giao cho điều lớn và giao cho nhiều hơn. Nhưng mà nếu quý vị xài tiền của Chúa, tài chính của Chúa một cách không chính đáng, không có lợi cho công việc Chúa, Chúa sẽ cất đi. Thế ngày hôm nay chúng ta một lần nữa nhắc lại cái chủ đề ngày hôm nay là gì? Bóng tối và ánh sáng, yêu và ghét. Bóng tối rõ ràng chúng ta biết, tôi tóm lại một lần nữa quý vị có thể quên những gì tôi chia sẻ lúc nãy, nhưng mà trên cái hình này mà Chúa mặc khải cho tôi, con phải vẽ ra như vậy, và đồng thời Chúa cung ứng cho tôi những câu thánh gốc để mà back up lại, để miệng lưỡi của kẻ kiện cáo nó không có kiện cáo mình được. Khi mình dùng lời Chúa thì mọi môi miệng của thế giới chúng ta phải ngậm lại hết. Đó là gì? Chúng ta phải biết cách rõ ràng bóng tối và ánh sáng, ma quỷ bên này là Chúa, và giữa chúng ta là bị giằng co bởi hai thế lực của bóng tối và thế lực của sự sáng. Và cái này chúng ta quyết định là bởi cái tâm trí của chúng ta và cái xác thịt của chúng ta sẽ cho chúng ta vị trí, hoặc là chúng ta đứng trong bóng tối, hoặc là chúng ta bước sang sự sáng. Ok, đấy là quan hệ giữa chúng ta với Chúa là rõ ràng là như vậy, một quan hệ giữa chúng ta với nhau. Nếu mà chúng ta yêu thương nhau thì chúng ta chắc chắn ở bên này, còn một trong hai chúng ta có cái sự cay đắng ghen ghét thì chúng ta ở bên này. Là nếu tôi ghét anh em mình, tôi văng bên này, mà anh em ta ở bên này mà ghét tôi, anh em mình chạy sang bên này luôn. Ok, thì chúng ta thấy là gì? Tối và sáng không dung hòa. Bộ phận của chúng ta là phải điều khiển cái tâm trí của chúng ta để sao cho chúng ta luôn luôn sống đẹp lòng Chúa. Amen. Tức là chúng ta sống đẹp lòng Chúa thì chúng ta sẽ phải trả giá là thế gian ma quỷ ghét chúng ta, đừng lấy làm lạ. Cũng như khi tôi đã cầu nguyện với Chúa, tôi bảo Chúa ơi, xin Chúa tha thứ cho những người đang ghen ghét và nói xấu với con. Cho dù họ ghét con vẫn yêu thương họ, bởi vì họ là anh em với con. Thì Chúa nói, Chúa phán là đấy là cái giá mà con phải trả. Nhưng mà Chúa cũng khích lệ tôi, không sao con cứ bước đi. Ta yêu con, ta ở cùng con, ta bảo phước cho con. Còn những kẻ nào bắt bớ con, để chúng nó ra tay. Tôi cảm ơn Chúa vì điều này, và trong suốt thời gian vừa qua tôi tiếp tục bước đi trong cái tinh thần là gì? Cho dù cả thế gian này quay lưng lại với tôi, nhưng mà nếu Đức Chúa Trời ở với tôi, đủ rồi, đủ rồi. Bởi vì tôi sống ở trên đất này
không có làm gì hơn là vinh hiển danh ngài. Có người thì nói là tôi lên mình kiêu ngạo, nói kia tôi nói ngay là nhìn trái biết đây. Nếu tôi kiêu ngạo Chúa đâu có ở cùng tôi. Mà nếu Chúa không ở cùng tôi thì làm gì có dấu kỳ phép lạ nào xảy ra, phải không? Mà nếu tôi kiêu ngạo mà Chúa cứ ở cùng thì chẳng lẽ Chúa cũng sai nốt à? Thế nhìn trái thì biết cây. Okay. Còn thực sự ra trong thời gian vừa qua tôi rất là tiếc và tôi cũng rất là đau lòng cho những cái người mà bắt bớ tôi. Bởi khi mà tôi nhìn cuộc đời của họ và tôi nhìn cái mục vụ của họ không có kết quả cho Chúa. Mặc dù họ yêu mến Chúa chứ không phải không? Rất yêu mến Chúa là đằng khác. Nhưng mà bởi vì cái sự ganh ghét với anh em này mà đã làm mất cái sự sức giàu khiến Chúa ban cho họ. Và khi đã không có sự sức giàu thì